chào tất cả mọi người đang quay trở lại với buổi lễ ra mắt bộ phim Mặt Nạ Máu, và đứng bên cạnh hàng đây là diễn viên Nguyễn Phi Hùng. À, lâu lắm rồi mới thấy anh tham gia một bộ phim, một tác phẩm điện ảnh như vậy. Cảm giác của anh như thế nào khi mà tham gia bộ phim này ạ? Lần đầu tiên Phi Hùng xin được gửi đến quý vị khán giả lời chào thân thương nhất. Với Hùng thì đây là một bộ phim trải nghiệm hoàn toàn mới, nó hoàn toàn khác những cái tính cách nhân vật trước đây quý vị khán giả đã từng xem là những vai công tử hay những vai hiền lành. Trong bộ phim này thì Phi Hùng đã thử sức mình ở một thể loại phim kinh dị, hành động và nó cũng có một chút hài hước nữa. Thì nhân vật của Phi Hùng là một nhân vật cũng là một cái mắt xích quan trọng trong bộ phim, và Phi Hùng tham gia phim này thì sẽ hóa thân vào một cái vai phản diện. Và mọi người đều có thể hiểu và thông cảm được cho những tình huống để con người trở nên biến đổi mình. Đó cũng là một cái câu chuyện, một cái thông điệp để cho chúng ta rút ra những bài học cho cuộc sống. Và Phi Hùng nghĩ rằng là bộ phim này là một bộ phim vất vả nhất đối với Phi Hùng, bởi vì những cảnh quay cũng như là những cái hình dung quý vị khán giả sẽ thấy hoàn toàn khác. Nó không như là Phi Hùng bây giờ đâu, nó sẽ bầm dập hơn rất là nhiều, và xuyên suốt bộ phim là những cảnh rượt đuổi và những cảnh hành động. Hứa hẹn sẽ đem lại cho mọi người một bộ phim hấp dẫn. Và Phi Hùng cũng có một hy vọng rằng là khi quý vị khán giả xem bộ phim này thì sẽ có niềm tin hơn vào điện ảnh của Việt Nam. À, anh Phi Hùng thân mến, ở trong trailer của bộ phim mọi người cũng có thấy được là anh Phi Hùng có một cái cảnh là tấm ảnh của anh trên một cái quan tài. Thì thường là các diễn viên cảm thấy là rất là ngại cho cái việc này, tại vì nó liên quan tới tâm linh, nó không có may mắn lắm. Thì anh có cảm thấy hồi hộp khi mà có một những cái cảnh quay đó không ạ? Khi là một người diễn viên thì mình phải luôn luôn sẵn sàng cho những vai diễn cũng như là những cái cảnh quay để làm sao nói bật lên được ý chính của bộ phim. Cho nên là với Hùng thì khi mình hóa thân vào nhân vật đó và mình thấu hiểu được cái bi kịch đó thì mình tham gia mình cũng hết sức là thoải mái thôi, mình cũng không có áp lực gì hết. Hơn nữa cũng được sự hỗ trợ rất là nhiều của ekip làm phim, và chắc chắn là bộ phim sẽ đưa đến một cái thông điệp, một cái câu chuyện gì đó để cho khán giả có thể cảm thấy hồi hộp, lôi cuốn. Vì vậy cho nên là bản thân Hùng thì lần đầu tiên chui vào đó thì cũng hơi hồi hộp một chút, nhưng mà rồi tự trấn an mình để hoàn thiện vai diễn một cách tốt nhất. Cảm ơn anh Phi Hùng rất nhiều, và chúc cho anh Phi Hùng cũng như là các đồng nghiệp khác sẽ thật là nhiều thành công và những sự yêu mến của quý vị khán giả qua bộ phim Mặt Nạ Máu. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Hoàng rất. Quý vị thân mến, và chỉ còn ít phút nữa thôi chúng tôi sẽ bắt đầu buổi lễ ra mắt. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục theo dõi nhé.